Phim Giọt nước mắt hận thù. Tập 1. Trả lại mạng cho tao. Thả cho tao đi. Trả lại mạng cho tao. Thả cho tao đi mà. Tao không có ý mà. Cho tao. Ba. Hả? Sao giờ này ba chưa đi ngủ nữa? Con gái con đứa ngày nào cũng làm việc tới giờ này là sao? Đó là nghề nghiệp con yêu thích mà. Nghề cái gì mà nghề? Thiếu gì nghề mà tại sao con phải... Thôi mà ba, con biết rồi. Con sẽ ráng làm việc nhanh rồi đi ngủ sớm. Ba cũng giữ gìn sức khỏe rồi ngủ đi nha. Ba biết rồi. Được rồi, cứ tiếp tục điều tra theo hướng đó cho tôi. Không được, nếu tôi làm gì được á thì tôi đã làm từ lâu rồi. Nè, không để cho bất cứ ai biết tôi làm chuyện này, rõ chưa? Vô đi. Dạ thưa chú, đến giờ rồi. Chú biết rồi. Dạ. Dạ chào cô. Xem chưa ra lại khởi công.
Anh họp báo xong sẽ ra ngay mà. Em sẽ tham dự buổi họp báo. Em nghĩ tốt nhất là nên ra buổi lễ khởi công. Với lại anh còn tiếp đón mấy anh ở ngoài vô nữa. Người nào không hiểu, họ sẽ nghĩ là anh xem thường họ. Buổi họp báo hôm nay đơn giản thôi, nên anh cứ để em lo. Với lại anh cũng đã ký quyết định bổ nhiệm em làm giám đốc dự án rồi mà. Từ nhỏ tới giờ, chẳng lẽ bà chưa từng tới công ty lần nào thiệt hả? Dù sao á, đây cũng là công ty của... Tôi nói với bà rồi, tin hay không thì tùy. Ờ, ý tôi không phải như vậy. Nhưng mà thật sự tôi không hiểu, tại sao bà lại phải giấu? Bà đâu có ăn trộm ăn cắp của ai đâu. Thôi được rồi cô nương, lo đi lấy tin đi. Đi. Thôi mình đi. Bây giờ sao? Mấy người định cấu kết làm loạn phải không? Bây giờ các người mau mau làm việc đi. Tôi báo giám đốc đủ việc hết là đừng có trách à. Nè, mọi người im lặng đi. Anh Tùng à, anh cũng làm công ăn lương cho chúng tôi thôi. Anh không có tư cách nói chuyện gì ở đây hết. Anh vào trong, mời ban giám đốc ra đây. Đầu tiên, tôi xin thay mặt công ty cảm ơn quý vị quan khách và tất cả các anh chị, các bạn phóng viên đã đến tham dự buổi họp báo ra mắt dự án khu nghỉ dưỡng và sân golf dạng ngang của tổng công ty Sun Bay Land ngày hôm nay. Ủa, ba của chủ tịch hội đồng quản trị đâu? Sao để cố vấn điều hành chủ trì họp báo dự án lớn vậy? Như quý vị đã biết, không có hội đồng quản trị Sun Bay Land làm sao mà họp đang được? Triển khai đồng thời rất nhiều dự án. Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty chúng tôi hiện đang chủ trì lễ khởi công ở địa điểm khác, nên không thể có mặt ở đây. Mong quý vị hết sức thông cảm. Tôi xin trân trọng giới thiệu bà Lưu Phạm Thanh Châu, cố vấn điều hành tổng công ty Sun Bay Land, chủ tịch quỹ từ thiện Minh Châu, đồng thời được ban giám đốc bổ nhiệm là giám đốc dự án khu nghỉ dưỡng và sân golf dạng ngang. Mọi người giờ làm loạn phải không? Im hơi. Người im lặng. Anh à, anh em mình đều là người làm công ăn lương như nhau thôi. Chúng tôi chỉ muốn đòi quyền lợi chính đáng, chứ không cố ý gây náo loạn ở đây. Và các anh em cũng đâu có sung sướng gì hơn chúng tôi, đúng không? Đúng rồi đó. Mấy anh em cũng đâu có sung sướng gì đâu. Tụi tôi chỉ muốn giải quyết thỏa đáng thôi mà. Đúng rồi. Xin mọi người hãy bình tĩnh đi. Mọi người hãy bình tĩnh. Quá đáng à. Gây náo loạn sẽ không giải quyết được chuyện gì đâu. Anh, tại sao chúng ta phải nhún nhường chứ? Đúng không mọi người? Chẳng lẽ bao cuộc sợ gì tôi đây? Không được thì nghỉ thôi. Đúng rồi đó. Này mọi người, nghe tôi nói đã. Tôi nói mọi người cứ bình tĩnh đi. Tôi sẽ có cách giải quyết. Đại ca, thằng này muốn giở trò vậy đó. Cẩn thận đó. Tôi nói cho các người biết, các người đừng có nghe ai sách động gì hết trơn hết trọi á. Nói cho anh biết, không có giám đốc giám đốc gì đây hết trơn á. Tôi là người có quyền ở đây nè. Tôi cho các người 15 phút trở về xưởng làm việc. Nếu không, đừng có trách tôi. Tôi nói là tôi làm đó. Công ty Sun Bay Land từng tuyên bố chuyện xây dựng dự án là một phần của kế hoạch cải thiện đời sống người dân địa phương. Bà có thể khẳng định chắc chắn như vậy không? Chắc chắn là như vậy. Vài tuần tới, công ty Sun Bay Land và quỹ từ thiện Minh Châu sẽ thực hiện kế hoạch tặng 100 suất học bổng cho học sinh nghèo tại xã và phối hợp với huyện cùng một số nhà hảo tâm khác. Công ty Sun Bay Land và quỹ từ thiện Minh Châu
đã công bố toàn bộ chương trình hoạt động từ thiện và công tác xã hội sắp tới. Nhưng tôi thấy chương trình đã quá lớn. Bà có đảm bảo được sẽ thực hiện được không? Tôi nghĩ bây giờ, cho dù chúng tôi có đưa ra 100 lời khẳng định, thì cũng khó có thể thuyết phục được tất cả mọi người ở đây. Quỹ từ thiện Minh Châu đã làm được những gì? Thì chắc quý vị cũng đã biết. Chúng tôi không muốn nói nhiều về vấn đề này. Tất cả sẽ được chứng minh bằng hành động. Tôi rất mong quý vị và các bạn ở đây sẽ cùng đồng hành và kiểm chứng kế hoạch của chúng tôi trong thời gian tới. Thưa bà, việc tổ chức các hoạt động từ thiện là một khía cạnh hoàn toàn khác. Vấn đề chúng tôi đang quan tâm là nếu triển khai dự án, toàn bộ dân cư sẽ bị chuyển đi. Công ty sẽ làm gì và đền bù như thế nào để đảm bảo đời sống cho người dân tại khu vực này? Chúng tôi đã lập một kế hoạch đền bù rất thỏa đáng để cho người dân có thể ổn định được cuộc sống. Ngay sau khi dự án được triển khai thì chúng tôi sẽ ưu tiên giải quyết việc làm cho người dân trong khu vực này. Họ có thể làm việc trong những dự án chính hoặc các công trình phúc lợi xung quanh. Chúng tôi đã hệ thống danh sách công việc để giới thiệu với người dân. Các bạn hoàn toàn có thể kiểm tra bằng cách truy cập vào một tuyển dụng của danh sách dự án. Tôi đã kiểm tra rồi, hoàn toàn chính xác. Họ làm việc cũng ok đó. Thưa bà, tôi đã xem kế hoạch tuyển dụng của bà trên trang web của công ty. Nhưng có lẽ kế hoạch này chỉ đáp ứng một phần nhu cầu của người dân thôi. Thêm nữa, công ty vẫn chưa đưa ra giá đền bù cụ thể và chưa có kế hoạch hỗ trợ tái định cư như đã tuyên bố. Bà có thể cho tôi biết thêm về vấn đề này. Thưa cô, bất kỳ kế hoạch nào khi triển khai thì cũng được tiến hành theo trình tự. Việc công bố thông tin cũng nằm trong trình tự đó. Và chúng tôi cam kết sẽ làm đúng những gì đã tuyên bố. Alo, em nghe là anh Tú. Sao? Anh làm vậy đúng rồi đó. Nhưng mà anh nhớ dặn các anh em là giữ bình tĩnh, đừng để xảy ra xô xát hay là đập phá gì hết. Em đang trên đường đến. Ok, em hiểu rồi. Anh Tú, tình hình sao rồi anh? Xin mời chị theo tôi. Công dân đặt ở đây. Bé đó chắc là phóng viên của anh. Chuyện này mà đăng báo là nguy hiểm đó. Theo vào. Giờ 6 mọi người trật tự. Xin giới thiệu với mọi người, đây là chị Hằng, phóng viên bên báo Ánh Sáng. Dạ chào mấy anh chị. Mọi chuyện xảy ra như thế nào kể em nghe đi. Bên bà giám đốc bắt chúng tôi tăng ca, nhưng lương thì trả không xứng đáng. Môi trường làm việc thì không đảm bảo an toàn lao động, còn về thức ăn thì mất vệ sinh. Vừa rồi khiến 20 công nhân chúng tôi bị ngộ độc phải nghỉ làm việc. Vậy sao? Vậy để em chụp thêm một số tài liệu. Ai cho phép cô chụp hình ở đây? Xin lỗi, tôi là phóng viên báo Ánh Sáng. Cô là phóng viên hay phóng xanh gì không biết, ở đây không được phép chụp hình. Thu máy xó hết rồi. Các anh mà đụng đến tôi là vi phạm luật báo chí đó. Tội đó không nhẹ đâu. Mà đây đâu phải là công trình của quốc gia gì đâu, mà cũng không có biển cấm chụp hình. Cô làm gì vậy? Tôi muốn gặp bà giám đốc nhà máy. Không có giám đốc gì hết trơn á. Muốn gặp, gặp tôi nè. Tôi là trưởng phòng nhân sự ở đây nè. Dạ, dạ. Em nghe. Dạ.
Dạ 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 em biết. Dạ. Theo lệnh của ban giám đốc, mấy anh mấy chị tự ý bỏ việc là vi phạm quy định của công ty, vi phạm hợp đồng lao động. Nếu các anh các chị không trở về vị trí làm việc thì không chỉ các anh các chị bị mất việc không đâu, mà còn phải bồi thường thiệt hại do sản xuất bị đình trệ. Đó. Như vậy tôi nghĩ là cô Thừa biết chuyện này đúng không? Vậy còn việc không đảm bảo an toàn lao động theo quy định, tăng ca vô lý, và đặc biệt là cung cấp thức ăn bẩn, khiến 20 người phải nhập viện vì ngộ độc. Nếu bị kiện, không biết sẽ xử lý như thế nào. Tôi thay mặt cho các anh chị em ở đây muốn gặp ban giám đốc. Dạ. Ban giám đốc đồng ý gặp cô rồi đó. Nhưng với điều kiện chỉ một mình cô thôi. Đúng rồi đó, không được. Tôi phải có mặt cùng với các anh chị em công nhân ở đây mới được chứ. Không được, nếu đông quá không có giải quyết được gì đâu. Mọi người bình tĩnh. Mấy anh chị em cứ bình tĩnh. Tôi sẽ ở đây thay mặt cho mấy anh chị em. Tôi hứa sẽ bảo vệ quyền lợi cho tất cả mấy anh chị em. Thôi được rồi, bây giờ các anh chị cứ về xử làm việc đi. Tôi xin đại diện ở đây. Có gì tôi xin về tôi thông báo. Mấy anh em làm việc nóng nảy, nếu có điều gì không phải, mong nhà báo và các anh chị em công nhân thông cảm bỏ qua. Tôi muốn biết ban giám đốc công ty sẽ giải quyết chuyện này như thế nào đối với những vấn đề của tất cả các anh chị em công nhân. Anh chị cứ bình tĩnh, chỉ là chúng ta chưa hiểu nhau thôi. Chúng tôi luôn cố gắng làm mọi việc có thể để bảo vệ quyền lợi của các anh em công nhân. Không tin á, chị có thể trao đổi về phía công đoàn. Ông nói không đúng. Tất cả các anh chị em làm công đoàn đã bảo vệ cho công dân chúng tôi thì các ông đã đẩy đi hết rồi. Những người mà làm hiện tại đều là người của các ông. Tôi thật sự rất tiếc vì sự cố đã xảy ra, nhưng tôi cam đoan đó là những việc xảy ra ngoài ý muốn. Chúng tôi luôn cố gắng để khắc phục. Theo tôi được biết, vấn đề này không chỉ diễn ra một lần, không thể nào cho đó là sự cố ngoài ý muốn được. Đúng vậy, tôi muốn bà giám đốc phải có câu trả lời cho chúng tôi ngay trong ngày hôm nay. Tôi biết vậy, nhưng mong anh chị thông cảm, không thể làm ngay trong một sớm một chiều được. Tôi sẽ tổ chức một cuộc họp với các anh chị em công nhân, có sự tham dự của cơ quan chức năng và báo chí. Tôi hết sức chia sẻ và ghi nhận tất cả những kiến nghị của anh chị em công nhân. Chúng tôi đã nghe ông nói nhiều lắm rồi, nhưng cuối cùng á, mọi thứ đều vô cũ thôi. Tôi cam đoan sẽ tổ chức cuộc họp. Tôi mong là nhà báo sẽ làm chứng cho tôi. Thôi được rồi, tôi muốn biết thời gian tổ chức. Tôi sẽ cố gắng tổ chức sớm nhất có thể. Không được, tôi muốn phải có thời gian cụ thể. Chậm nhất là khoảng một tuần. Lần này là cảnh cáo nhà của em, lần sau là biết tay tụi anh đó, nghe chưa? Thiệt là quá lắm mà. Em nghĩ có ai đó muốn dằn mặt em, nhưng mà hiện tại em chỉ theo dự án bên sân bay Land.
Bên đó chắc chắn không có vấn đề gì cả. Hồi sáng em làm gì bên nhà máy, có đúng không? Ừ. Em biết mình phải làm gì rồi. Dạ, em hiểu rồi. Xin phép sếp, em ra ngoài. Em đi làm việc đi. À, tốt nhất là em nên đến bệnh viện để kiểm tra xem có bị làm sao không. Dạ, em biết rồi. Xin phép sếp, em ra ngoài. Ừ. Cước Hà, chị ơi, em vô được không? Trời, mở cửa rồi thì vô đi cô nương, xin xỏ gì nữa. Sao, có chuyện gì? Chị còn đau không? Có gì đâu, bị trầy chút xíu à? Thiệt không đó? Từ hồi nhỏ tới bây giờ chị chưa bao giờ nói dối em á. Ừ, có gì đâu, trừ lần này. Muốn gì? Nhìn cái cách chị trả lời ba mẹ á, em biết chắc chị không đơn giản là bị té xe đâu, đúng không? Chị, hay là chị nghe lời của ba đi, về làm trưởng phòng truyền thông của công ty mới, vừa khỏe nè, vừa không sợ gặp chuyện. Đằng nào làm việc cho gia đình cũng tốt hơn mà. Ai như bây giờ đi làm phải giấu giếm, không dám nói mình là con gái của chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Sunbelin. Hay quá. Em nói chị thì hay lắm. Vậy sao ba nói em về làm ở công ty, em không chịu? Tại vì công ty nhà mình đâu có liên quan gì tới chuyên ngành của em đâu. Mà chị có sao không? Đừng có lo, chị không sao thiệt mà. Em á, em thấy lo cho chị lắm á. Có điện thoại kìa. Alo, nghe nè. Tôi không sao hết. Thiệt hả? Ok, tôi đến liền. Vậy nha. Hả? Chị đừng có nói với em là chị phải đi làm nữa nha. Trời ơi, thôi, em không cho chị đi đâu. Khổ ghê á. Chị mà cứ như vậy hoài á thì chắc em sẽ ủng hộ ba, không ủng hộ chị nữa đâu. Không cho chị đi đâu. Cho chị đi đi. Không. Buông ra. Chị phải đi làm. Nhớ nha, không được nói cho ba biết đó. Không dám đâu, lần sau em sẽ nói ba. Lần sau là em ép ba thiệt đó. Khổ ghê. Anh Tú ơi, anh Tú. Em vào đi. Sao anh bị tai nạn mà không nói cho em biết? Anh... Ủa mà sao em biết vậy? Anh quên em là phóng viên hả? Em uống nước đi. Cảm ơn anh. Anh đang chạy thì bị tụi đua xe đó quẹt vô. Cũng may là té bên trong á.
chứ té ngoài đường là toi rồi. Em chỉ sợ đó không phải đơn giản là một vụ tai nạn vô tình từ một vụ đua xe. Ý em là... Em vừa nhận được tin ông giám đốc Tư Quý và trưởng phòng nhân sự Tùng là người hoàn toàn không đơn giản. Chuyện đó thì anh cũng có nghe nói. Anh Tú, vậy anh còn biết chuyện gì khác không? Anh phải nói cho em biết để em còn biết đường tính. Đúng là con nhỏ nhà báo hôm trước đó anh. Nó tới nhà thằng Tú. Dạ. Dạ dạ dạ. Dạ. Em hiểu rồi. Đại ca, đại ca. Nó đằng ra. Giỏi á, mày chạy nữa đi. Mấy người tính làm gì tôi vậy? Đại ca muốn xử nhỏ này sao? Mấy người đừng có làm bậy nha. Cô em đừng có nói bậy. Tụi anh có làm gì em đâu. Anh chỉ muốn thỏa thuận với em một chút xíu thôi. Thỏa thuận gì chứ? Tụi anh biết em quá mà. Tội giả gì mà làm khó nhau làm chi. Bây giờ em muốn cái gì anh sẽ đáp ứng. Vậy được chưa? Anh nói gì tôi chẳng hiểu gì hết á. Bây giờ tôi hỏi cô em, cái thẻ nhớ đâu? Mấy người muốn lấy thẻ nhớ hả? Mấy người mà làm bậy á, tôi sẽ không đưa thẻ nhớ cho mấy người đâu. Được. Ờ, đại ca đừng tin con nhỏ này, nó nói xạo để bỏ trốn đó đại ca. Cô em hay lắm. Có gì hết đại ca. Bây giờ sao? Bây giờ muốn tôi nặng tay với cô phải không? Không tôi vậy. Kìa đi vậy. Có người này cả. Bây giờ mình tính sao đây cả? Mẹ nó. Sao con? Đi. Lì cho mày. Nè, sao đánh người ta vậy? Đi. Chị cố gắng giữ bí mật cho em nha. Chuyện này mà bại lộ ra là em chết chắc á. Em yên tâm, chị biết phải làm sao mà. Chị nhớ phải giúp cho em nha. Đây là nhiệm vụ của tụi chị mà. Không thể để bọn chúng tiếp tục làm ăn trái pháp luật và đè đầu cởi cổ anh chị em công nhân thêm nữa. Chị hứa với em, tụi chị sẽ đem tất cả những chuyện này đưa ra công luận. Bọn chúng sẽ không thoát tội được đâu. Em cảm ơn chị. Em về trước. Có gì em sẽ liên lạc với chị sau ha. Ok, có gì chị sẽ báo cho em biết. Sao rồi bà? Nè, bà cũng giúp bọn họ, tại sao phải tránh mặt? Càng ít người biết càng tốt. Nếu mà bị nhiều người biết quá là sẽ càng không yên tâm hơn. Ừ. Mà nè,
bà bị tụi nó tấn công một lần rồi. Chẳng lẽ bà không tởn sao? Tôi nghĩ bà nên báo công an dù tụi nó tấn công bà đi chứ. Báo công an rồi mọi chuyện sẽ diễn ra tốt hơn hả? Tôi nhất định sẽ làm sáng tỏ chuyện này. Có gì mà thở dài vậy ngài chủ tịch? Anh mới đọc bài phóng sự điều tra của con Hằng. Em xem rồi. Con bé viết hay mà. Con gái giỏi như vậy, lẽ ra anh phải vui chứ. Sao thở dài như vậy? Em biết tại sao mà. Nó càng giỏi, anh càng thấy lo. Con gái mà suốt ngày cứ điều tra thế này thế nọ thì trước sau gì cũng có chuyện. Anh nói hoài mà con Hằng nó có chịu nghe đâu. Lúc nào cũng ngang như cua. Nó ngang giống ai vậy ta? Anh càng nghĩ anh thấy nó càng giống anh. Hồi trẻ anh mà đã quyết tâm rồi, đố ai mà cản được. Anh à, có chuyện này em muốn bàn với anh. Em nghĩ vợ chồng mình nên gọi thằng Hùng về. Bây giờ nó cũng đã 30 tuổi rồi. Nó rong chơi nhiêu đó cũng đủ rồi. Phải bắt nó về làm việc cho công ty. Rồi sau này nó còn tiếp quản công việc của vợ chồng mình nữa. Anh thấy sao? Bài viết đầu tiên đã tạo được hiệu ứng tốt với dư luận, như vậy là tạm ổn. Nhưng anh có cảm giác hình như em chưa công bố hết những tài liệu của mình, có phải không? Hiện tại em cũng đang muốn kiểm tra lại và kiểm tra thêm. Khi nào có đủ em sẽ công bố luôn. Bài tiếp theo, khi em gửi bản thảo nhớ kèm theo những tài liệu của mình. Dạ em hiểu rồi. Xin lỗi sếp, em nghe điện thoại. Alo, tôi nghe nè. Ok, tôi xuống liền. Dạ, xin lỗi sếp, em ra ngoài có chút việc. Em đi nhớ cẩn thận nghe. Dạ, em biết rồi. Ủa, bà hả? Lan mới gửi cho tôi nè, hồ sơ quan trọng, tôi đem tới cho bà luôn á. Khoan, để lên phòng rồi xem. Tôi nghĩ sự việc không đơn giản như bà nghĩ đâu. Chúng ta nên đem tất cả cho công an điều tra đi. Tôi biết tôi cần phải làm gì mà. Tôi sợ bà luôn á. Lúc nào cũng tự làm hết. Bà có biết bà đang đối đầu với ai không hả? Tôi biết rồi, không cần phải dặn đâu. Khi mà tôi có đủ bằng chứng rõ ràng, tôi sẽ đưa hết bằng chứng đó cho công an. Còn bây giờ chẳng có cái gì hết á. Nếu bây giờ mà mình bứt dây động rừng thì coi như là sôi hỏng bỏng không. Thôi, vậy tôi đi. Bà làm gì thì làm, cũng phải cẩn thận đó nha. Có gì thì gọi cho tôi liền. Biết rồi, cô Hai. Cảm ơn nha. Nhớ nó nha. Bye. Tôi đi á. Con nghe ba. Dạ. Con biết rồi. Con lớn rồi mà. Ba không cần phải lo cho con như vậy đâu. Con biết rồi. Thôi bây giờ con phải đi làm. Có gì giờ tối về con với ba nói chuyện sau nha. Dạ. Chào ba.
con quỷ cái này. Sao anh Tư? Ai sai mày đi thỏa thuận với nó vậy? Đã vậy còn để cho nó thoát nữa. Dạ tại bị. Lúc nào cũng tại với bị. Tao chưa thấy mày làm cái gì ra hồn hết á. Nếu mày không làm được á thì mày làm đơn nghỉ đi. Anh Tư, em có cách rồi. Cái gì? Em vừa nghỉ. Mày làm đơn nghỉ đi. Đi ra ngoài. Anh này, anh không biết lịch sự hả? Mày mà la lên, tao tiễn mày đi luôn. Thấy thoải mái không? Nếu không thoải mái á, anh sẽ giúp em thoải mái. Mày mà có ý định bỏ trốn á, đừng có trách tao nghe chưa. Dạ chào anh Tư. Đứa nào đã cung cấp cho mày số tài liệu này? Nói. Tôi biết người đứng sau tất cả mọi chuyện này là ông đó, ông Tư Quý. Nói, đứa nào đưa cho mày cái này? Bây giờ tôi đang tưởng tượng xem gương mặt hiện tại của ông xem như thế nào. Nuôi ông tay áo thì là tội nghiệp cho ông quá. Mày dám hả? Mày mà không nói với tao, tao sẽ cho mày biết tay. Tôi nói, trưởng phòng nhân sự của ông đã giao nó cho tôi đó. Không, không phải em. Em thề với anh Tư luôn á. Con nhỏ này nó nói láo á. Em nói thiệt mà. Em mà nói láo với anh Tư á, cho gia đình em chết chùm luôn đi. Ê, con nhỏ này, con quỷ cái, tao đưa cho mày hồi nào mày? Ông lấy đưa cho tôi mà ông không nhớ à? Anh Tư, anh đừng có tin nó anh Tư. Nó đang tìm cách ly gián hai anh em mình đó anh Tư. Em thề với anh Tư luôn anh Tư. Cho em mượn coi coi. Anh Tư ơi, em biết ai làm chuyện này rồi anh Tư ơi. Ai? Nói lẹ lên. Vô đi. Ủa ba hả? Con đang làm gì đó? Dạ con đang vẽ. Ba. Con cho ba coi cái này nè. Cái gì? Ba coi đi, con vẽ đó. Ba thấy có đẹp không? Đẹp đó con. Đẹp thiệt hả ba? Tất nhiên, ba nói thiệt mà. Ba, hay là ba đầu tư cho con một bộ sưu tập nha ba. Để coi như là ba cho con mượn cũng được. Khi nào thương hiệu thời trang của con thành công á thì con sẽ trả cho ba cả vốn lẫn lời luôn, ba chịu không? Ba đã nói với con rồi, nếu như con đồng ý con sẽ có hẳn một bộ sưu tập. Và bộ sưu tập đó chắc chắn sẽ được trình diễn trong show thời trang lớn nhất Việt Nam. Bộ sưu tập đầu tiên, duy nhất và cũng là cuối cùng phải không ba? Sao ba cứ ép con về công ty làm việc hoài vậy? Chuyên môn của con á là thiết kế thời trang và vẽ, con không có phù hợp với công ty nhà mình đâu. Vậy thì con coi á, ba có chuyên môn gì đâu. Ba khác con khác, làm sao con dám so sánh với ba được. Mà ba, con thấy anh Hùng với chị Hằng á, hai anh chị có về công ty mình làm việc đâu. Mà ba cũng đâu có ép anh chị đó. À, từ chiều tới giờ con có gọi chị con được không? Ba gọi hoài mà không có được. Con có gọi
Nhưng mà không bắt máy rồi. Chắc là điện thoại của chị bị hết pin đó ba. Ba, sao tự nhiên mình bong rớt vậy?